Ok, và đây là cái khúc cuối cùng xin được dành tặng cho tất cả mọi người. Và một lần nữa hy vọng rằng những anh chị chúng ta trong đêm này ngày hôm nay chúng ta có thể thật vui cùng với lại bớt đèn lao. Và trước khi đi với ca khúc này thì Hùng xin được mạn phép mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau nâng ly lên vào 1, 2, 3 rồi có được không nào? Ok, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly nào. Đi đâu, đi đâu. Xin mời tất cả mọi người cùng nhau lắng nghe và anh Hùng cùng nhau hát theo nhé. Hát chơi sang đây quẩy luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.